Chào mừng quý vị và các bạn đã cùng quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát. Đầu xuân năm mới, thay mặt ban biên tập của chương trình, xin kính chúc quý vị một năm mới bình an, an khang, thịnh vượng. Quý vị thân mến, năm 2021, những gia chủ tuổi Sửu bị phạm thái tuế, nên trong vận trình của năm khá lận đận, mọi việc không mấy thuận lợi, khiến cho gia chủ luôn phải phiền não. Nhưng bước sang năm 2022 Nhâm Dần, thoát khỏi hạn thái tuế, những gia chủ tuổi Sửu được quý nhân tương trợ giúp đỡ, gặp nhiều may mắn, không những về tiền bạc mà còn nhiều phương diện khác trong cuộc sống. Họ là một trong những con giáp thành công nhất trong năm 2022 này. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi vận trình của gia chủ tuổi Sửu trong tháng 10 âm lịch năm 2022 Nhâm Dần ngay sau đây. Sau đây là phần tổng quan tử vi của các gia chủ tuổi Sửu trong tháng 10 âm lịch năm 2022. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Về đường công danh sự nghiệp của quý gia chủ tuổi Sửu trong tháng này không khởi sắc, thậm chí vì lo nghĩ nhiều ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe. Công việc không có nhiều thay đổi nên gia chủ không nên quá lao lực, thời điểm này chưa thích hợp để đầu tư lớn. Người làm công ăn lương, công việc ổn định, có dấu hiệu tăng tiến hay tăng lương nhẹ. Tử vi năm Nhâm Dần 2022 chỉ ra rằng những người tuổi Sửu kinh doanh buôn bán sẽ gặp thuận lợi nhiều vào thời điểm cuối năm chứ chưa phải bây giờ. Hợp tác làm ăn nên cân nhắc kỹ lưỡng, có điểm phá hoại, chủ quan khinh suất là thất bại tức thì. Năm Nhâm Dần 2022, thái tuế là hạ ngạc đại tướng quân, dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài thái tuế để nghênh đón thái tuế, mang lại may mắn và bình an. Đặc biệt, kim bài thái tuế của phong thủy Gia Cát được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng cho gia chủ tuổi Dậu để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Luận giải tử vi gia chủ tuổi Sửu năm Nhâm Dần cho thấy tài lộc tại thời điểm này của gia chủ kém, tiền lắm ra ít nhưng chi tiêu lại nhiều. Tháng này gia chủ có xu hướng hưởng thụ nhiều, theo đó tiền kiếm được nhưng khó tích lũy vì tiêu hao lớn, đa phần thỏa mãn nhu cầu của cá nhân. Nếu có ý định đầu tư hay đầu cơ ngắn hạn thì tháng này chưa phải thời điểm thích hợp bởi lợi bất cập hại, có thể bị thua lỗ, khó thu hồi vốn. Thời gian này nên học hỏi để tích lũy kinh nghiệm, vừa làm vừa học, xây dựng nền tảng kiến thức bền vững, tránh tâm lý a dua đám đông. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang bên mình vòng tay, tam hợp quý nhân tị Dậu Sửu, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt là vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng cho các gia chủ để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Tháng này, tình hình sức khỏe của gia chủ tuổi Sửu không có gì đáng ngại, tuy vậy khó tránh các chứng bệnh vặt như cảm cúm, đau đầu, đau mỏi xương khớp khi giao mùa. Áp lực công việc, chuyện tiền bạc con cái là nguyên nhân chính khiến gia chủ phải suy nghĩ nhiều, bệnh từ đó mà ra. Nếu khắc phục được vấn đề này, mọi thứ sẽ dần ổn định trở lại. Ngoài ra, thầy Gia Cát khuyên gia chủ tuổi Sửu nên chú ý đến mắt và các bệnh liên quan đến mắt, tránh để xảy ra tai nạn về mắt. Tháng này cũng nên hạn chế đi đường sông nước kẻo gặp họa. Nữ mạng cần đề phòng bệnh phụ khoa, chủ động thăm khám định kỳ để sớm có phương án phòng ngừa hoặc chữa trị. Các gia chủ tuổi Sửu hãy luôn mang bên mình pháp khí phong thủy, bát bảo tâm kinh. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các gia chủ tuổi Sửu. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Xét về phương diện tình cảm, gia đạo của quý gia chủ tuổi Sửu trong tháng này khá tốt. Với tuổi Sửu độc thân, tháng này mở ra nhiều mối quan hệ cát lành, thúc đẩy nhân duyên vượng, lứa đôi tìm tới nhau, cùng nhau có những trải nghiệm thú vị. Đời sống tình cảm vì thế mà thêm phần phong phú, người đến người đi dập dìu. Với những người đã in về gia thất, tháng này tình cảm vợ chồng gặp trục trặc do nhiều mối lo trong cuộc sống, tiền bạc, công việc làm ăn, sức khỏe. Đôi bên không học cách chia sẻ, ắt nảy sinh tâm lý chán trường, là mối đe dọa cho hạnh phúc của gia đình. Tử vi của từng tuổi Sửu trong tháng 10 âm lịch năm 2022, tuổi Đinh Sửu sinh năm 1997. Xem tử vi tháng Tân Hợi trên phương diện tài lộc cũng như sự nghiệp, người tuổi Đinh Sửu có thể gặp được một số cơ hội để phát triển, nhưng thành quả đạt được chưa giúp bạn đạt được bước thăng tiến như mong muốn. Do đó cần phải kiên trì với những gì mình cho là làm đúng, đừng nên dễ dàng bỏ cuộc khi mình chưa đạt được mục đích đã đặt ra.
Về các mối quan hệ, người độc thân sẽ được người nhà giới thiệu đối tượng phù hợp về nhiều mặt. Dù đối tượng để lại ấn tượng tốt, nhưng bạn cũng nên chú ý đừng đốt cháy giai đoạn, kẻo sau này rất dễ mất đi sự tươi mới của tình yêu. Tuổi Ất Sửu sinh năm 1985. Sự nghiệp của người tuổi Ất Sửu sinh năm 1985 phát triển khá tốt ở tháng này. Người làm kinh doanh càng có nhiều thuận lợi khi mỗi ngày đều có lượng khách đều đặn ra vào, tiền bạc kiếm về dư dôi. Nhân duyên của bản mệnh cũng rất vượng, đào hoa không ngớt, ong bướm vây quanh không ngừng. Nguy cơ đụng độ đào hoa xấu của bạn cũng cao hơn. Hãy chú ý giữ vững lý trí và khoảng cách thích hợp với người khác phái, đồng thời quan tâm hơn đến gia đình, nếu không rất dễ xảy ra tình trạng ngoại tình, gây nhiều tổn hại cho gia đình. Tuổi Quý Sửu sinh năm 1973. Ở độ tuổi này, người tuổi Quý Sửu sinh năm 1973 vẫn thể hiện được vai trò quan trọng của mình trong công việc. Đa phần người tuổi này vẫn có thể mang lại lợi ích to lớn cho công ty nhờ vào năng lực và nỗ lực của bản thân, từ đó cũng nhận được phần thưởng xứng đáng với mình. Dù ở tuổi này, hầu hết bản mệnh đều không phải gánh vác cuộc sống của con cái, nhưng vẫn nên có ý thức tiết kiệm cho tuổi già. Đồng thời, bạn cũng nên thận trọng trong việc đầu tư, nhất là không nên tham gia vào các loại hình cổ phiếu vì hệ số rủi ro quá cao. Tuổi Tân Sửu sinh năm 1961. Xem tử vi tuổi Tân Sửu tháng 10 trong năm 2022, do đã có tuổi nên sức khỏe của quý ông bà không còn được tốt như trước, nên chú ý đến các căn bệnh tuổi già, bệnh tật lâu khỏi, vì thế cũng phải chi tiêu vào thuốc thang nhiều. Thêm nữa, gia đạo tháng này cũng không tốt, có chuyện buồn đưa tới. Tuổi Kỷ Sửu sinh năm 1949. Tháng 10 này, gia đạo êm ấm, con cháu chăm ngoan, học hành thành đạt, tình cảm gia đình bền vững là những niềm vui tinh thần cực lớn với con giáp này. Tuy nhiên, đương số cũng rất dễ phạm tiểu nhân, họa thị phi, nghiêm trọng, còn có thể dính líu tới pháp luật và kiện tụng. Vấn đề sức khỏe cũng có dấu hiệu sụt giảm, cần chú ý chăm sóc cơ thể. Tổng quan tháng 10 âm lịch năm 2022, tháng Tân Hợi năm Nhâm Dần. Tháng 10 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch ngày 1 tháng 10 và kết thúc vào ngày 30 tháng 10 năm 2022, tức ngày 25 tháng 10 đến 23 tháng 11 năm 2022 dương lịch. Tháng 10 Tân Hợi có nạp âm là Thoa Xuyến Kim, tháng Hợi lục hợp Dần, tam hợp Mão và mùi thành Mộc cục, xung tị, hình Hợi, hại thân, phá Dần, tuyệt Ngọ. Với những người tuổi Sửu ở tháng 10 âm lịch này cần tránh các ngày sau. Ngày âm lịch ngày 9 tháng 10, tức ngày 2 tháng 11 dương lịch, có nạp giáp Kỷ Mùi, có nạp âm là Thiên Thượng Hỏa. Ngày âm lịch ngày 21 tháng 10, tức ngày 14 tháng 11 dương lịch, có nạp giáp là Tân Mùi, có nạp âm là Lộ Bằng Thổ. Đây là hai ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi các mệnh chủ tuổi Sửu. Trong những ngày này, mệnh chủ cần hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết và không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Sửu trong tháng 10 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch ngày 2 tháng 10, tức ngày 26 tháng 10 dương lịch, có nạp giáp là Nhâm Tý, có nạp âm là Tang Trá Mộc. Ngày âm lịch ngày 14 tháng 10, tức ngày 7 tháng 11 dương lịch, có nạp giáp là Giáp Tý, có nạp âm là Hải Trung Kim. Ngày âm lịch ngày 26 tháng 10, tức ngày 19 tháng 11 dương lịch, có nạp giáp là Bính Tý, có nạp âm là Giản Hạ Thủy. Đây là hai ngày cắt lành trong tháng để gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phù hợp với tuổi gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu. Họ tên, cộng ngày tháng năm sinh, cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, vậy là chúng ta cũng đã phân tích xong về phần luận giải lá số tử vi cho tuổi Sửu trong tháng 10 âm lịch. Chắc hẳn quý vị cũng đã biết được mình cần phải làm gì cho tương lai rồi, đúng không nào? Thông qua chương trình ngày hôm nay, chúng tôi luôn mong muốn quý vị hãy áp dụng những kiến thức mà chúng tôi chia sẻ vào cuộc sống hàng ngày để thay đổi vận mệnh của mình ngày một tốt lên. Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành và theo dõi kênh Phong Thủy Gia Cát. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo của chương trình.